bình tĩnh. Chỗ này nó sâu lắm mọi người, để mình ngó qua camera, camera nhìn cảm giác nó lài lài ta, thật sự nó sâu lắm luôn hay là do tay lái mình yếu nha. Nói chung kết hợp giữa thắng trước và thắng sau luôn, cả hai thắng mọi người. Tại mình sợ rễ cây thôi, rễ cây nó tưng lấy văng xe đó, trôi xe luôn, mình chậm thắng là vẫn bị trôi. Ai ở Đà Lạt có các nhu cầu về công nghệ thì liên hệ với mình nha. Thông tin mình để trên màn hình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello mọi người nha, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ đi vào trong khu du lịch Thung Lũng Vàng mọi người. Thì mình vô trong này để mình tiện đường mình ghé đồi cỏ hồng thôi. Chứ khu du lịch Thung Lũng Vàng, mình đi trong đó nhiều vàng lắm á. Mình đi bên ngoài thôi mọi người. Mình lên hôm nay mình sẽ làm clip chạy off-road ở trong đồi cỏ hồng. Thì đồi cỏ hồng này mình đã từng quay clip rồi, cách đây chắc cũng cỡ 2 năm á mọi người. Bây giờ mình quên đường lên mất tiêu rồi. Không biết là đi thẳng hay sao ta. Mình nghĩ là bẻ phải mọi người. Đồi cỏ hồng này á, đi vào lúc sáng sớm á, có sương đổ xuống cỏ hồng á, nhìn đẹp lắm, giống như là tuyết vậy á. Nhưng mà sáng sớm mình dậy không nổi. Nên là bây giờ chiều mình đi, mình đi trong này chỉ là ngắm cỏ hồng mọi người. Nãy đi ở phía dưới đường á, ngó lên trên đồi thì thấy cũng đẹp lắm. Đường này đá không à, để mình đi qua hết chỗ đá rồi mình nói tiếp nha. Mình vô trong này được nữa. Mình nhớ là trước mình đi vô trong này cũng tương đối xa nè, rồi mình mới lên trên đồi. Ở trên này cũng có cỏ hồng cũng đẹp nè, mà mình thấy đồi không được cao, thôi mình thử đi vô trong này đi. Trong này mình thấy vẫn chưa có bán vé hết, chắc không sao đâu. Trong này vắng lắm mọi người, ai muốn vô trong này quay clip phim kinh dị cũng được nữa, là phim biến thái. Rồi ghê quá. Nói chung là trong này vắng lắm, đường đẹp lắm mọi người, mọi người thấy không, thông rồi, hai bên nói chung dày đặc luôn, thông dày luôn á, còn ở giữa là đường thẳng thẳng tắp luôn. Để mình chạy vô trong này coi, nếu mà không có đường á thì mình sẽ lên đi trên đồi này. Đường trong này bây giờ làm lại khác ngày xưa nhiều luôn á. Mình nhớ đợt trước mình vô trong này là sẽ có một con đường đất, không có đá nữa, đất, một con đường đất dài thẳng luôn. Chạy một hồi cái tới chỗ mấy ngọn đồi, rồi có cỏ hồng nữa. Trong này chạy phê ghê, không biết nó dẫn tới đâu đây nữa. Mình chạy một hồi không biết ra tới đâu đây mọi người. Hình như trong này sẽ làm khu du lịch mà giờ ta chưa làm xong hay sao. Có hồ nước nè. Ồ, trong này nhìn đã ghê á. Có khu cắm trại dưới mọi người. Đó, dưới là nguyên khu cắm trại bên hồ nước luôn. Wow, có ngựa nữa kìa. Ồ, trong này nhìn cây thông cao mà dày đặc, nhìn nó vừa ma mị u ám sao mọi người, mà cũng nhìn nó đẹp sao á. Trong này vô tới trong khu du lịch rồi. Hình như mình tới khu du lịch luôn mọi người ơi. Rồi trong này ta quy hoạch đấy, nhưng mà có vẻ như đang bị bỏ hoang sao, chả có ai coi ngó hết, không thấy bảo vệ, không có ai buôn bán gì luôn. Này nhà máy cấp phát nước rồi. Khu du lịch này chắc không gì hấp dẫn mọi người, chắc quay ra mình leo lên đồi mọi người. Giờ mình sẽ quay ra để leo cái đồi nãy mình chỉ bên tay trái á. Vô trong này cho biết thôi, chứ tạm thời mình thấy trong khu du lịch này người ta chưa bắt đầu kinh doanh. Hôm nay thứ hai mà người ta vẫn không thấy ai làm việc hết. Cái chòi bán vé nè, mình thấy nó cũ rít luôn rồi, bị bể kính rồi luôn chứ. Thôi giờ chạy ra mọi người. Rồi mình ra tới chỗ hồi nãy nè mọi người, cái đồi để phải nè. Giờ mình chạy lên trên đường này. Có chỗ này có đường xe máy để lên nè. Người ta nói chung là không có đường gì đâu, người ta chạy riết thành đường mòn á. Ở trong này cũng là khu của đồi cỏ hồng rồi, mọi người có thể vô trong này chụp hình được rồi á, không nhất thiết quay sâu bên trong đâu. Upload lâu lắm mình mới chạy upload lại á. Ui trời ơi, tiêu luôn. Thấy mẹ rồi, khởi hành ngang dốc mọi người, đi nhầm đường rồi. Thôi nói chung lên dốc không đáng sợ mọi người, lên dốc nó có tưng nó có sao thì cũng không sợ té. Chỉ có sợ là lúc xuống dốc á. Ây da, rễ cây không ta. Lâu quá không chạy upload nữa, kinh nghiệm bị mòn rồi mọi người. Rễ cây nó cao quá.
Khó lên á. Nói chung lên được tới trên thì khỏe rồi. Lát xuống chắc mình kiếm đường khác xuống đi. Đường này xuống không ổn tí nào. Rễ cây nhiều lắm. Lên thì không sao nha, xuống nó mới sợ. Xuống là không kiểm soát được tốc độ mọi người. Dễ té lắm. Ha, xót cái bộ nồi quá. Mình rà côn nãy giờ luôn á. Này kết hợp với tháng trước tháng sau là ok rồi. Lên được rồi mọi người. Ôi hai anh chị kia tống hai lên trên này bằng xe AB luôn, ghê vậy trời. Dữ. Sư phụ của mình rồi. Ghê thiệt. Lát xuống chắc chắn là phải kiếm đường khác rồi mọi người. Chứ cái đường đó xuống là sắp mặt á. Lên thì không sao, lên thì nó hơi sót bộ nồi xe tí thôi, nhưng mà không té. Xuống nó mới ghê. Xuống là xe mình trôi là không kiểm soát được luôn á. Phê quá. Để mình ngắt cọng cỏ hồng cho mọi người coi nha. Ai chưa coi cái clip trước thì clip này mình sẽ ngắt cọng cỏ hồng cho mọi người coi. Cỏ này buổi sáng sớm á, nó có sương bám ở trên này nè. Cái sương bám lên cái nó giống như là tuyết vậy đó. Đây mọi người, cỏ hồng dưới vậy thôi nè. Mà do nó nhiều nó dày đặc á, sương bám lên nhìn nó đẹp lắm. Có nắng buổi sáng á, nắng buổi chiều như vậy cũng đẹp nè, mà có điều không có sương á, cho nên là nhìn không được đẹp thôi. Chứ nắng buổi sáng cũng y chang vậy, cũng xéo xéo sườn đồi á, mà có sương bám nữa nhìn nó long lanh lắm, long lay long lanh lộng lẫy lấp lánh luôn. Mình nhớ đợt trước là mình có thể băng từ đồi này qua đồi kia đúng không ta? Giờ mình không kiếm thấy đường nào để đi luôn á. Kỳ vậy trời. Nói chung là đường giờ thay đổi nhiều quá. Ở Sài Gòn thì mình tới, hôm bữa mình đi lấy hàng á, mình tới Sài Gòn thì mình vẫn có biết đường để mình đi được, mặc dù nhiều đường thay đổi vẫn đi được. Còn đây thay đổi cái mình hết biết đường nào để mình đi luôn. Hồi trước là mình nhớ mình đứng chỗ nào mình thấy được đỉnh Lang Biang luôn nè. Thấy thị trấn á, ở bên Lạc Dương á, thị trấn gì quên mất tiêu rồi. Trong này vắng yên tĩnh đã là mọi người, thật sự mình đang có ý tưởng để làm phim ngắn. Nói chung ý tưởng mình lâu lắm rồi, làm phim kiểu như ma mị kinh dị rồi có cái tí gì đó ha, kỹ xảo trong đó nữa, mà mình chưa điều kiện để mình làm. Những chỗ này rất phù hợp với ý tưởng mình luôn á. Ồ chỗ này như ta kẻ bậc thang nữa đó, người ta trồng thông thì phải, không chạy được, không có đường để đi mọi người, chỉ là bậc thang để trồng thông thôi. Thôi quay lên con đường nãy dưới mình chạy nè, hình như là người ta có làm lại gì đó rồi, đường có làm lại nhiều mọi người, lại trên này cũng cải tạo lại đất để trồng trồng lại thông á, cho nên là nó khác ngày xưa nhiều lắm. Ôi phân phân ngựa hay phân bò vậy, khác năm 2 năm trước rất là nhiều luôn. Hôm nay chủ yếu là clip đi dạo chơi chạy off-road thôi. Ai có sở thích mà ngắm cảnh rừng rừng leo đồi á sẽ thích clip này lắm. Cái này mấy bạn đi, bạn nữ đi cũng được, mà đều để xe ở phía dưới á, rồi đi bộ trên này, hoặc là thuê xe jeep mọi người, người ta chở lên trên này cắm trại, chở đồ lên rồi tới lúc về đi thuê để chở đồ xuống. Mấy ngọn đồi bây giờ nó phủ phủ cỏ nhiều quá mình nhìn không ra. Xe này xe người ta đi rẫy hay là bên kiểm lâm vậy ta? Chắc đi rẫy. Hồi trước là mình mới chạy vòng vòng trên mấy ngọn đồi như vậy nè. Nhớ lần trước là mình chạy được nhiều hơn. Giờ như là người ta trồng lại thông nhiều hơn mọi người. Mình nhớ đợt trước là thông không nhiều như vậy đâu. Người ta có trồng lại thông á. Cho nên là nhìn đường nó mới lạ. Cuối cùng là mình cũng lên được ngọn đồi bên này rồi. Hôm nay đi dạo vòng vòng trên mấy ngọn đồi nha mọi người. Nói chung là hôm nay clip hôm nay mình sẽ đưa mọi người lên đỉnh. Đi bên này đi, bên kia rễ cây dày lắm. Trên này ta chăn trâu nhiều á. Vậy là mấy cái đống kít hồi nãy là của mấy con trâu nè.
Nó nhai cỏ, nó ngó mình kìa. Ồ, ghét ghét nhất cái đoạn khởi hành lên dốc như vậy nè. Ây da, ui, winner mà chạy như cao cao. Ui, ở đây nhìn thấy cái hồ nước đẹp cơ mọi người. Nguyên một hồ nước lớn ở đằng kia luôn. Hồ nước đó là chắc của hồ Suối Vàng á. Trên cái đoạn nãy mình có chạy ngang á. Có thể là chỗ này ngắm được cái chỗ mà thung lũng vàng nãy luôn á. Cái khu du lịch của thung lũng vàng á. Ngắm được luôn. Mà giờ hiện tại mình đang đi chỗ đường này nó xiên quá. Không cẩn thận là té, cho nên là mình tập trung một xíu. Không lên được đỉnh đồi trời. Chạy chỗ này xót xe mọi người. Thôi chắc để đây là clip cuối cùng mình làm về chủ đề off-road trên đồi nè. Chạy chỗ này xót xe lắm. Cái này không cẩn thận à, qua bên phải có một là xuống dưới đó luôn á. Thôi mày mốt chắc không làm mấy clip leo đồi như vậy đâu, xót xe lắm mọi người. Chỉ nào có tiền mua được mấy chiếc xe cào cào giống mấy anh hồi nãy đó thì mới chạy được thôi. Cái chạy chiếc winner này nó xót ghê lắm. Ôi, từng giả men. Ngọn đồi bên kia ngược nắng à. Chỗ này có lẽ không đường xuống đâu. Xuống đó là hết lên luôn á. Chắc lẽ mình sẽ dòng ngược lên xíu, rồi quay ngược đường kia về. Ôi à. Cái này là phải chạy cung tay quen thì là quen mới dám chạy đường này. Nếu không là cũng sợ mọi người run tay luôn á. Run tay là mình này bóp thắng giảm thắng là trượt bánh xe là tuột xuống dưới luôn á. Mặc dù lên dốc nó đỡ nguy hiểm hơn xuống, nhưng mà nó chỉ là đỡ thôi, chứ không phải hoàn toàn không nguy hiểm. Gì ta? Hơn quá, chạ cả cái chân trống hết hồn, tưởng cả lốc máy, tưởng cả lốc máy mọi người. Hên quá, cả chân trống à. Mình đã chinh phục được hai ngọn đồi rồi. Xong clip này về nhà thay bộ nồi của xe luôn. Trời ơi, xót quá xót. Khóc hu hu luôn á. Được coi. Nó cậy vô đây nè. Hết rồi. Giật mình luôn, mình tưởng là quất vô lốc máy à. Hay nghĩ mà tính nha mọi người. Ngắm cảnh đẹp không? Ngọn đồi bên kia mình đang tính là đi qua ngọn đồi bên đó. Đi hồi lạc luôn mọi người. Giờ đường ra mình không nhớ nữa. Nói chung chạy vòng vòng, khi nào thấy đường nhựa mình sẽ vòng ra. Phê quá. Trên này cắm trại đẹp lắm luôn nè. Có mấy cái trụ này không biết là trước người ta xây trên này giống như là cái nhà lục giác mọi người. Thôi từ ta xây nhà lục giác trên này để nghỉ ngơi nè. Mà cái này kiểu như xây chưa xong nè, giữa chừng cái bỏ. Mình đoán vậy thôi chứ không biết đúng hay không nữa. Đuối nha. Giờ mình chạy vòng thứ đồi bên đó thôi ta. Coi có đường xuống không. Chứ bây giờ mà nói mà mình quay trở ra đường hồi nãy à, không thể quay ra được đâu mọi người. Không nhớ đường, ở chỗ này xuống không được. Phải đi theo đường mòn đi, chứ đi theo cái bãi cỏ dễ ăn đá lắm mọi người, đá ngầm á. Chạy xe cứ như là chèo thuyền vậy, dính đá ngầm sợ thiệt. Dính đá cái là nó gạo lốc máy là hư lốc máy xe hết. Chỗ này thoáng kìa. Hình như cái đó phải đỉnh Lang Biang không mọi người? Ai bình luận cho, ai biết bình luận cho mình biết với nha. Mình không có đăng ký 3G, không mở điện thoại lên coi Google Maps được. Không biết hướng của đỉnh Lang Biang chỗ nào. Clip hôm nay hơi phá tí. Nhưng mà vui mọi người. Giờ đi theo đường mòn đi ra thôi. Thấy vậy cao lắm nha mọi người. Dốc rất là đứng luôn, tại vì mình quay trên con GoPro góc nó rộng á, mọi người nhìn thấy nó không, dốc không đứng thôi. Mình hồi nãy mình khởi hành xe ngang dốc như vậy á, cực kỳ hại bộ nồi luôn.
rất là hại bộ nồi, tại dốc nó đứng á, mình phải rà côn nhiều và phải quặng ga nữa, hại lắm, hại máy ghê lắm. Nên là cái này mọi người không nên đi thường xuyên, chỉ lâu lâu mọi người đi cho biết cảm giác để đi cắm trại thì nội thôi, hoặc là mọi người đi xe số, xe rút quay đó, đi đỡ sót hơn. Chứ đi xe công tay như vậy tương đối sót xe. Hên quá có chiếc xe của ông chú này làm cột mốc. Hên có xe ổng, mình chạy tới đây là anh biết chạy đúng đường ra rồi. Bây giờ qua ngọn đồi bên kia chắc qua không được đâu, mình sẽ đi lên trên ngọn đồi này. Kiểu như đi không theo đường mòn á, mà mình đi xuống đại á là dễ dính vô mấy cái hố này lắm. Tính ra chỗ này chạy vòng vòng nó không đã bằng đồi Đa Phú ta. Đồi Đa Phú mình thấy đợt trước mình chạy vòng vòng được nhiều chỗ hơn á, nó phê hơn á. Lại quay trở lại gặp cái đống phân trâu này. Trời ơi, ghê quá, nó ỉa ngay đường mòn nữa chứ. ỉa đâu không ỉa, ỉa ngay đường mòn luôn. Bắt đầu trời lạnh mọi người. Trên ở đây cảm giác lạnh nhanh hơn ở phố ta. Trong phố thì lạnh không đến nổi. Tiếng máy xe mình nó gầm, gầm ghê thiệt. Có vẻ mình ra tới đường lớn mọi người. Chỗ nãy nè. Thôi, ra tới đường lớn rồi. Thôi chắc clip của mình hôm nay tới đây nha mọi người. Hôm nay chỉ là lên đồi Cỏ Hồng ở phía bên này. Nói chung đồi Cỏ Hồng là nguyên khu rộng lắm, cực kỳ rộng luôn. Hồi nãy trên đường Android á là mình cũng có đi ngang chỗ đồi Cỏ Hồng rồi. Nói chung là đường bên kia kìa, cái ngọn đồi. Ngọn đồi bên đó mọi người phải dựng xe ngoài đường để đi bộ vô, chứ không mình chưa thấy đường để đi vô. Có nhiều người chụp hình bên đó lắm. Một hai người này đi tay ga lên xuống luôn dữ vậy. Sư phụ của mình đó. Ghê thiệt. Ông đi tay ga được luôn. Bên kia là ngọn đồi người ta phải dựng xe ngoài đường để người ta đi lên trên đó. Nó dựng xe phía ngoài đường á, nó tương đối xa. Đi bộ mỗi chân không biết qua con bông rồi mọi người thấy được cái xe của người ta không nữa. Ở phía bên kia đồi á là đường lớn. Đường lớn nó dẫn thành phố. Thì người ta sẽ để xe bên đó, ta đi qua bên dãy bên này cũng được. Mình thì nãy mình tính đi lên trên đó, mình thấy đông người quá, mà mình lại muốn chạy xe máy lên, mà bên đó thì không có đường để đi lên, nên bắt buộc phải leo đồi bên này. Đồi bên đó thì tại vì làm như bậc thang mọi người, không chạy xe được. Tại vì bậc thang này người ta sẽ trồng thông thông con á, cái thông nhỏ người ta trồng, người ta phủ xanh đồi, nên là người ta làm bậc thang hết trơn rồi, chạy xe không được. Còn đây là người ta không làm bậc thang nè, mới có đường mòn để đi thôi. Bên đó thì nó ít cây, nó chống chạy, mọi người chụp hình đẹp hơn. Còn bên này nhiều cây, mọi người chạy xe lên được. Đó, có hai bên đó, mọi người thích bên nào đi bên đó nha. Mình thì thấy bên này chạy xe lên được, cái mình chạy lên. Giờ là kiếm đường xuống là cả một vấn đề rồi mọi người. Ôi, không phải đường này. Mình sợ là dính đá ngầm thôi. Nó hai người kia chạy tay ga được lên trên này mà chở hai luôn chứ. Ôi sư phụ quá. Chỗ này tập trung mọi người, không đùa được, không đùa được. Mình cảm giác như là càng để số 1 á, mình càng nguy hiểm hơn sao. Số 1 thật sự trôi vẫn gây quá nhanh. Số 1 trôi xuống cực kỳ nhanh mọi người. Nên là mình thà âm luôn côn bà cho rồi. Mình ra thắng. Bình tĩnh. Chỗ này nó sâu lắm mọi người. Để mình ngó qua camera. Camera nhìn cảm giác nó lài lài ta. Thật sự nó sâu lắm luôn á. Hay là do tay lái mình yếu nha. Nói chung kết hợp giữa thắng trước và thắng sau luôn. Cả hai thắng mọi người. Tại mình sợ rễ cây thôi, rễ cây nó tưng lấy nhăn xe đó, trôi xe luôn. Mình chậm thắng là vẫn bị trôi. Nhấp nhẹ 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 thôi.
Rồi, qua được rễ cây là được rồi. Ui da. Ôi. Sao tự xe mình chạy với số N không ta? Nguy hiểm vậy đấy. Xe báo thiệt. Không ngờ chạy về số N luôn. Ủa không nhớ mình dậm vô số 1 rồi trời. Tí nó tiêu rồi mọi người. Đúng là chạy xe là mọi người còn phải tập trung cao độ mới được. Ôi là mình thả là mình tưởng là đang là số 1. Mình thả hết thắng ra cái nó trôi xuống. Làm cái ào xuống luôn. Ghê quá. Thì bây giờ mình sẽ chạy ra mọi người. Mình sẽ chỉ mọi người con đường ở bên này để đi lên chính đồi. Đồi có hồng ở sát đường nè. Nó nằm gần cái bảng này luôn. Nó sẽ có đường đi ra. Mình chỗ này khúc cua ra ghê quá. Đây nè. Rồi xích tới tí nữa mọi người. Đó. Trước khi mọi người tới cái bảng mà thung lũng vàng á, thì mọi người sẽ thấy có một cái đồi ngay đây. Đó, bên tay lúc mà mọi người đi từ thành phố vô thì bên tay trái mọi người chỗ để xe nè, bên tay phải nè. Đó, mọi người để xe hết bên này. Người ta sẽ lên trên này ta chụp hình. Ở đây thì không có đường chạy xe máy lên. Cho nên là mọi người phải đi bộ. Vì ta làm bậc thang để trồng đại thông á. Trên đó thì cỏ hồng dày đặc hơn. Dày hơn cái đồi mà nãy mình chạy. Chắc có lẽ là do xe máy chạy lên không được á, nên cỏ nó còn nhiều. Còn bên kia xe máy chạy lên được người ta ban lên trên kia không à. Nên là bên kia cỏ nó lên không được nhiều hết á. Đó, mọi người thích đi cỏ hồng nhiều để chụp hình á, mà gần đường á thì có thể tới chỗ nãy nha. À, tới đó gửi xe để xe xong rồi mọi người lên trên này chụp hình. Là đi sáng sớm á, lúc mà sương vừa xuống mặt trời vừa lên khoảng tầm 6 giờ á, là mặt trời lên rồi. Mọi người đi khoảng tầm 5 giờ là đẹp. Tới đây 5 giờ 10 gì đó. Rồi mọi người lên chụp hình là bao đẹp luôn á. Rồi clip hôm nay chỉ đi dạo rồi quay cho mọi người thấy đồi cỏ hồng năm nay như thế nào thôi. Thì clip của mình cũng khá là dài rồi. Nếu mọi người thích cái vlog này hãy bấm thích và lấy kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra vlog đều mỗi 9 giờ sáng mình sẽ đăng một video. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Ai nhu cầu công nghệ thì liên hệ với mình. Giờ hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Bye mọi người.